sẽ là một cái khuôn đất. Trên khuôn đất đó thì họ bắt đầu họ sẽ bồi đắp những cái mảnh vải lên, và đặc biệt để các mảnh vải này kháng thích và có cái chất kết dính tạo thành hình hài với nhau, cho họ dùng một cái loại mũ của một cái trái. Hai trái này khi phỏng vấn thì chúng ta thấy ở thành phố Trà Vinh thì gọi tên là trái hồng rình, nhưng người dân ở ấp Trà Hén, xã Tân Sơn, huyện Trà Phú thì họ cùng cái trái đó họ gọi là trái hồng rình. Thì có rất nhiều các loại khác nhau, nhưng theo quan điểm của chúng tôi thì nên để cái thứ nhất gọi là trái hồng rình. Họ ép cái trái hồng rình đó ra và trái này ăn được, thì nó có một cái chất mũ màu trắng, và trên chất mũ màu trắng đó là cái chất keo tự nhiên để người ta cũng bền cái lớp vải hoặc là lớp giấy bồi lên cái mặt nạ và sắp xếp mặt nạ. À, đối với lại cái nhân diện của mặt nạ thì dựa vào cái truyền thuyết rìu tên của người Khmer, và gắn liền với cái câu chuyện lớn thì chúng ta hay đến với các quốc gia Đông Nam Á ở Ấn Độ là truyền thuyết Ramayana sử thi của Ấn Độ. Thì quý vị sẽ thấy có nhiều cái câu chuyện thú vị liên quan đến các cái nhân vật gắn liền với lại cái câu chuyện của rìu tên. Trong không gian hôm nay thì không cho phép chúng tôi giới thiệu nhiều cái thông tin, nhưng chúng tôi sẽ được nói thêm quý vị là trong tương lai ngay tại địa bàn của huyện Trà Phú sẽ có một cái cơ sở tinh chỉ và gửi đến khách tham quan du lịch trải nghiệm làm mặt nạ trần và mặt nạ truyền thống của người Khmer tại cơ sở Kim Mạch thuộc ấp Trà Hén, xã Tân Sơn, huyện Trà Phú. Thì dự án này chúng tôi sẽ xúc tiến làm sao trong lễ bắt đầu sắp tới thì sẽ ra mắt cái chương trình du lịch. Xin được giới thiệu thêm thông tin đến quý thầy cô các chị để chúng ta nắm thêm thông tin trước khi chúng ta có những cái trải nghiệm tìm hiểu quan sát về cái nội dung trình diễn. Và bây giờ xin được mời anh Yêu sẽ tiếp tục giới thiệu một chút về cái nghệ thuật múa chạy, múa khỉ và múa trống sa dông. Và sau đó sau khi thưởng thức xong cái nghệ thuật múa chạy, múa khỉ và múa trống sa dông thì mời quý đại chúng ta tập trung về phía tiếp trải nghiệm của chùa Sa Môn. Chúng tôi sẽ có những thông tin giới thiệu về lịch sử hình thành nghệ thuật kiến trúc cũng như các giá trị văn hóa tâm linh và các giá trị truyền thống khác của cộng đồng dân tộc Khmer trước khi chúng ta tham quan tại ngôi trường này. Một lần nữa xin được cảm ơn quý thầy cô các anh chị đã lắng nghe, và bây giờ xin mời anh được đi. Dạ, kính thưa quý đoàn, thì qua giới thiệu tôi cũng xin giới thiệu qua điệu múa. Điệu múa đầu tiên là điệu múa trần. Điệu múa trần thì cái điệu múa trần này được hình thành có như là thiện ác. Trần là những tay rất là ác, rất là dữ dằn, nhưng mà qua những cái ác đó từ từ sẽ có những thiện, sẽ trừ những cái gì ác. Thank you.